Chào các bạn, Idle Code xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu cần hai khúc code line, cần bạo lực, cần cho các anh em đi câu ca tra, các anh em đi đánh giải, có thể câu câu biển, cần có hai size, có 3m và 3m2. Còn thiết kế rất là đẹp, cán kiểu ba khúc, cán hở, chất liệu là EVA, carbon xoắn toàn thân, carbon 3 lớp. Cây cần có tên rất là quen thuộc các bạn, Obama. Đấy. Các bạn cầm cây cần mà có cái tên Obama, nó cũng rất là đẳng cấp. Cây cần khuyên Fuji Akonai bass Fuji vàng. Cây cần có tất cả là 8 khuyên. Đọt cần 4 ly, đầu bu chống xoắn. Cây cần này tải mồi là từ 200 đến 300 gram. Cây này có lực tải nó tầm từ 30 đến 37 kg. Độ cứng là extra heavy. Cây này có độ rất là, cây cần cũng khá là cứng, có độ nảy rất là tốt. Độ cong là fast. Cây này độ cong là fast, độ cứng là extra heavy, rất là cứng nha các bạn, nhưng mà có độ nảy cũng cực kỳ tốt. Phù hợp cho các anh em đi đánh giải, đánh hồ dịch vụ, các bạn đi câu biển. Cái này kéo cũng cực kỳ tốt, nó phù hợp cho các anh em câu biển luôn. Hiện tại cây cần này mình có hai size, 3m và 3m2. Đây là cái mẫu 3m2 này các bạn. Đây, một cái hai nó giống nhau thôi, nó cây chỉ có cái chiều dài nó dài hơn thôi. Đấy. Còn cán hở ba khúc, chất liệu cán là EVA, bát máy là Fuji vàng, bát Fuji vàng, khoen là Fuji Akonai, khoen Fuji ba chân. Chiều dài 3m và 3m2, tải mồi từ 200 đến 300 gram, tải cần từ 30 cho đến 37 kg. Đọt cần 40 ly, đầu bu chống xoắn, chất liệu carbon 3 lớp, carbon rất là dày các bạn. Cái khớp nói thì cái kiểu đọt cần cắm vào gốc. Đấy. Cho nên là cái cần nó sẽ có cái độ thon từ dưới lên rất là đẹp. Bình thường thì mấy cái cây mẫu cần mà cái đầu cần nó chụp vào cái đầu gốc thì cái nhìn cái đầu đọt nó lớn hơn cái đầu gốc, cho nên là nhìn cái cần nó rất là thô. Cái cần này nhìn nó rất là thon gọn.
các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên cái video, hoặc các bạn có thể comment để lại cái số điện thoại ở phía dưới cái video, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể qua website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Khi xem xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký và like để ủng hộ Adocau, để được xem những cái video mới nhất từ Adocau. Xin cảm ơn các bạn.